Chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà tự tạo ra một cái comment bằng hình ảnh và bằng avatar của Facebook luôn. Tại tự tạo avatar luôn nha. Thì Facebook mới vừa cập nhật cái phần mềm mới nha. Các bạn có thấy bên góc trái mình không? Chỗ mà chữ tạo tin đó thì nó có avatar mình mới vừa làm xong rồi các bạn. Đây avatar của mình nè, thấy không? Cái này mình tự tạo avatar và tự tạo comment nha. Ví dụ mình vào một cái comment này đi, mình tự tạo nha. Các bạn bấm vào chữ cái mặt cười ở bên góc phải, bên phải màn hình nè, chính giữa này, thấy không? Cái chữ avatar của bạn đó, các bạn có thể comment, thấy không? Nó có luôn nè. Cái này mới vừa tạo cái gì, chỉnh sửa này gì à? Đúng rồi, đây bấm lại chỗ mà bên này chỉnh sửa nên diện các bạn, thấy không? Đang tại ảnh, các bạn có thể hay viết luôn nào, bên góc phải nè, cái viết là bấm vào đó, tùy hết màu da nè, nó các kiểu, thấy không? Trắng đen đó, và cái này là kiểu tóc nha, đó là mượt tự hứ, và bên đây giọt nước là màu sắc đó, thấy không? Đây là khuôn mặt này này, nhiều lắm nha các bạn, nếp nhăn rồi mắt rồi màu sắc các kiểu, có mắt kính nữa đây, thấy không? Thì nhiều lắm nha. Cái này mình cho mình tự tạo một cái avatar cho mình, xong rồi các bạn bấm chữ xong bên góc phải màn hình nè, bấm chữ xong, đây là avatar của bạn. Thì cái này các bạn có thể bấm chữ tiếp tiếp đó, dùng avatar trong phần bình luận xong, các bạn có thể là đặt avatar làm ảnh đại diện thử nha, từ 7 ngày hay là tùy các bạn. Thì cái này Facebook mới cập nhật thì các bạn tự mình tự sáng tạo nha, tự thiết kế nha, cái này rất là cũng hay á. Tự mình sao mình mới vừa tạo ra cái này nè, như mình comment nè, là cái avatar Facebook của mình góc phải đây, nó mới vừa ra các bạn. Ok, thì các bạn nào không biết thì là theo mình nha, tạm biệt các bạn.